Chê máy massage. Mẹ ơi, mẹ cho con bay lên đi. Hôm nay trời nhiều gió, được bay cao chắc là sẽ thích lắm. Được rồi, mẹ sẽ cho Dương bay lên. Ôi mát quá mẹ ơi. Ở trên đó con thấy gì nào? Con thấy bầu trời gần con hơn mẹ ạ. Sau này con lớn thêm nữa là con lại gần bầu trời hơn chút nữa. Vậy thì con phải lớn lên thật nhanh nhé chàng trai của mẹ. Nhất định rồi ạ. Hôm nay con sẽ ăn nhiều hơn để mau lớn. Mẹ ơi chạy đi, con bay lên bầu trời nào. Muộn rồi đấy, chúng ta về thôi con. Một vòng nữa thôi mẹ nhé. Đúng một vòng nữa thôi đấy nhé. Bay thôi, bay thôi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Có ai không? Cứu mẹ cháu với. Có ai không? Mẹ ơi, mẹ đau lắm phải không ạ? Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Mẹ không sao, khổ thân con trai mẹ, xước hết cả mặt rồi này. Con không đau đâu mẹ ạ. Con xin lỗi vì đã làm mẹ đau. Giá mà lúc đó con không nài nỉ mẹ cõng ra thêm lần nữa. Xem con kìa, mẹ đau một chút xíu thôi, chỉ mai kia là khỏi ấy mà. Tổn thương lần này kéo theo việc về sau chị sẽ thường xuyên gặp những cơn đau mỏi ở vai và sẽ không thể làm việc nặng được nữa. Chị phải hết sức chú ý nhé. Mua cháo cho mẹ đấy hả cậu bé? Ngoan quá, mẹ sẽ còn bị đau mỏi vai nhiều về sau đấy. Nhớ thường xuyên xoa bóp cho mẹ nhé. Dạ, cháu nhớ rồi bác ạ. Cháu cảm ơn bác. Tiếc là giờ mẹ đau vai rồi nên không thể cõng con trai để con gần với bầu trời hơn được nữa. Mẹ ngồi xuống đây cho mát ạ. Khi nào con cao hơn thì con lại gần với bầu trời của mẹ hơn mẹ nhỉ? Sao lại là bầu trời của mẹ vậy con? Con yêu mẹ nhiều như bầu trời. Đi đâu mẹ cũng thấy trời, cũng thấy tình yêu của con. Chỉ được cái lẻo mép thôi. Yêu mẹ thì phải ăn nhiều vào cho mau lớn. Vâng ạ, để con bóp vai cho mẹ đỡ mỏi. Mẹ thấy có dễ chịu không ạ? Ừ, dễ chịu lắm con à. Vậy thì từ bây giờ, ngày nào con cũng sẽ bóp vai cho mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Con trai của mẹ đã về rồi đấy à? Mẹ ra đây đi ạ. Con sẽ cho mẹ một bất ngờ. Lại gì thế hả con? Chúng cháu chào bác ạ. Nhất bác rồi nhé. Con trai tặng hẳn cho cái máy tốt. Bác tha hồ mà xài thoải mái. Cảm ơn các chú. Đây là máy gì vậy con? Máy thư giãn đấy mẹ ạ. Mẹ chỉ cần ngồi vào chiếc ghế này là ghế sẽ rung xoa bóp cho mẹ đỡ mỏi. Chắc là đắt tiền lắm phải không con? Con mua làm gì chứ? Con đi làm rồi mà mẹ. Con kiếm được thì con cứ mua chứ. Mẹ thấy thoải mái không ạ? Cũng thoải mái lắm con à. Alo. Ừ, anh đây. Sao thế? Thằng bé lớn thật rồi. Ăn cơm đi con. Thức ăn nguội hết bây giờ. Vâng ạ, mẹ ăn nhiều đi ạ. Tớ nghe đây. Ừ, tớ mới về hồi chiều. Thế à, vậy tớ ra ngay. Thằng bạn con nó ghé ngang qua xóm mình, gọi con uống nước tí rồi về mẹ ạ. Mẹ ăn cơm đi, con ra một chút nhé. Con ăn xong hãy đi. Dạ thôi, con no rồi mẹ ạ. Mẹ lại đau vai ạ. Ừ, bóp vai cho mẹ chút, mẹ mỏi quá. Mẹ ngồi vào ghế thư giãn con mua đi, để con bật cho mẹ. Hay là con... À mà thôi, mẹ ngồi ghế cũng được. Con ơi, nay ngồi ghế mẹ lại thấy hơi mệt. Con bóp vai cho mẹ một chút nhé. Thôi, được rồi con à. Mẹ ơi, Mẹ đi ra đây mà không gọi con tưởng mẹ đi đâu nên tìm mãi. Mẹ ra đây hóng gió một tí cho thoáng, tập thể dục chút cho đỡ mỏi vai con à. Thấy con bận nói chuyện điện thoại nên mẹ không gọi. Dạo này thay đổi thời tiết nên mẹ lại đau mỏi nhiều hơn. Nhưng sao mẹ không ngồi máy ạ? Mẹ cứ thấy không quen. Mẹ nhớ bàn tay bé nhỏ của con bóp vai cho mẹ lắm. Con lại làm mẹ buồn rồi. Mẹ thấy càng lớn là anh càng xa mẹ hơn đấy. Con biết con sai rồi mẹ ạ. Con biết mẹ luôn cần tình yêu của con hơn là những chiếc máy. Con nhận ra như vậy là mẹ vui rồi. Mỗi lần con về, mẹ chỉ mong con bên mẹ và chăm sóc cho mẹ như ngày xưa. Đi về kéo sương xuống rồi này. Con muốn cõng mẹ. Nào mẹ ngồi lên lưng con đi. Con sẽ đưa mẹ lên gần bầu trời. Mẹ ơi, mẹ thấy gì ở trên đó ạ? Mẹ thấy bầu trời yêu thương của con. Bầy sói đói. Câu chuyện này dựa theo lời kể của một người trong nhóm đi tìm mỏ quặng trong chuyến đi đầy bão táp với người dân tộc Naxi sinh sống ở khu vực Tây Bắc, vùng núi Himalaya. May quá, lần này có anh dẫn đường, nếu không thì tới địa hình này tôi không thể tìm thấy làng được rồi. Không có gì đâu, lần này nhờ anh mà chúng tôi cũng tiện xe, chuyên chở được rất nhiều nhu yếu phẩm mà. Sắp tới công việc nghiên cứu của tôi, nếu có gì cần hỗ trợ thì liệu tôi có thể gọi anh được không? Tất nhiên là được rồi. Chết rồi, bánh xe bị lún xuống tuyết và không thể di chuyển được. Chúng ta nên cố gắng tìm kiếm những cành cây đặt sau bánh xe để làm đòn bẩy. Alex, hãy quay trở lại xe ngay. Chuyện gì vậy Naxi? Đó là lũ chói xám ở phía Bắc. Chúng ta phải vào xe ngay. Có vẻ như chúng đang rất đói. Trời ơi, chúng ta phải làm gì đây Naxi? Liệu chúng có bỏ đi không? Hay cứ quanh quẩn ở đây? Trong khi chiếc xe thì không thể di chuyển được. Vô ích thôi, lũ sói sẽ không bỏ đi khi chúng chưa có gì vào bụng cả. Ý cậu là sao? Cút đi, cút đi. Anh đang làm cái quái gì thế? Cậu không thấy là chúng nó đang định coi chúng ta là con mồi hay sao? Phải làm cho chúng hoảng sợ mà bỏ đi. Đừng bao giờ nổ súng khi gặp bầy thú dữ mà chúng ta lại đang mắc kẹt giữa chúng. Bởi vì khi nghe thấy tiếng súng, chúng sẽ bò xuống gầm xe để tránh đạn rồi nhai bánh xe. Những con khác sẽ bỏ chạy vào rừng và gọi thêm bầy đàn đến để chiến đấu với ta đến cùng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đừng hoảng sợ, tuyết phủ kín ngọn núi và những con sói này đang đói. Chúng mới trở nên điên cuồng như vậy. Hãy vứt cho chúng đồ ăn đi. Anh nhìn xem, chúng vẫn đang chầu chực nữa đấy. Chúng vẫn chưa no. Thôi thì ném tiếp cho chúng đi. Chúng ta chỉ còn một ít lương thực dự trữ. Có ném xuống nốt không? Đừng giữ lại bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể quay lại và mua thêm đồ được. Trời ơi, may quá, chúng đã ăn no và bỏ đi. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây trước khi chúng quay lại. Đúng vậy, thận trọng đấy. Cái gì vậy? Chúng đang quay trở lại. Anh thấy chưa, chúng lại rủ thêm đồng bọn vì nghĩ chúng ta có thức ăn đấy. Thật sai lầm khi nghe anh. Tôi đã bảo anh đừng mà, nếu không chúng ta sẽ không thể chạy thoát được đâu. Thế anh nghĩ chúng ta sẽ thoát chết được trong hoàn cảnh này ư? Lũ sói đang tiến đến ngày một nhiều hơn. Chỉ vì anh mà tôi sắp trở thành mồi cho bầy sói đói này rồi. Chúng đang làm gì vậy? Trời ơi, chúng đang trả ơn chúng ta đó. Những con sói đang giúp chúng ta cào tuyết và làm đòn bẩy cho bánh xe. Hãy nhanh khởi động xe. Tại sao chúng vẫn bám theo chúng ta? Tôi không biết nữa. Anh cứ chạy xe đi. Còn rất nhiều vùng tuyết dày và xe có thể bị lún nữa đấy. thì ra chúng theo chúng ta, để đề phòng nhỡ xe của chúng ta lại tiếp tục lún vào tuyết. Trời ơi, may mà tôi đã không nã đạn vào bầy sói đói đó. Nếu không hậu quả của hai chúng ta thật khó lường. Chúng lại còn trả ơn vì ta đã cho chúng đồ ăn nữa. Đúng vậy, có thể chúng đói quá nên mới liều tấn công xe. Đối với chúng, số lương thực mà chúng ta vứt ra giống như một món quà để cứu đói, nên chúng mới có hành động trả ơn này. Đôi khi trong những hoàn cảnh, đừng tự biến mình thành kẻ thù của kẻ khác. Cuộc hẹn đáng ngờ. Bác và Thanh đi nghỉ đi ạ. Hôm khác cháu sẽ lại sang thăm bác và em. Chào cháu. Hôm khác nhớ sang nhà bác đưa em Thanh đi chơi nhé. Kìa mẹ, anh ấy mới về nước, có nhiều việc phải làm. Không phải phiền anh ấy đâu ạ. Sao lại phiền chứ, anh thấy anh rất vinh dự mới đúng. Thôi cháu xin phép. Cháu chào bác ạ. Anh Quân, anh đến rồi hả? Chào cậu. Người vừa nãy đi ra là ai thế em? À, đấy là anh Khôi. Anh ấy là con trai của bạn bố mẹ em từ nước ngoài về. Bố mẹ em rất quý anh ấy. Anh ta đang theo đuổi em phải không? Mà có vẻ mẹ em rất quý cậu ta. Nhìn cậu ta có vẻ giàu có. Anh đừng có nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện đó đâu. Em chỉ coi anh ấy như một người anh trai thôi. Anh đừng hiểu lầm. Ừ, anh hiểu mà. Vài ngày sau. Chắc Thanh sẽ bất ngờ khi thấy mình đến đón cô ấy. Kia là Khôi. Cậu ta đến đây làm gì? Sao Thanh lại đi với cậu ta nhỉ? Đến đây để hẹn hò với Khôi. Vậy mà cô ấy nói với mình là không yêu cậu ta, lại còn nhận cả quà tặng của người ta rồi. Cũng phải thôi, Khôi từ nước ngoài về có điều kiện như vậy. Còn mình chỉ là một nhân viên bình thường, làm sao so sánh được với cậu ta chứ. Anh Quân. Thanh, chiều nay anh đến cơ quan đón em thì thấy em đi với Khôi. Em đã nói là em không có tình cảm với cậu ta kia mà. Anh hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu. Em... Hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng anh nhìn thấy em cười nói vui vẻ với Khôi ở trong quán cà phê. Em còn nhận quà của anh ta, món quà đắt tiền thế cơ mà. Anh theo dõi em. Đúng, không theo dõi thì làm sao anh biết em có hẹn hò với cậu ta. Cậu ta vừa giàu có, vừa phong độ. Còn anh chỉ là một nhân viên quèn, làm sao xứng với em. Thì ra bấy lâu nay anh không tin tưởng em. Vậy mà em cứ nghĩ rằng chẳng có chuyện gì có thể ngăn cách anh và em. Nếu anh không có đủ lòng tin nơi em, thì em nghĩ chúng ta nên dừng lại một thời gian. Em và anh cần suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình. Một tuần sau. Giờ này Thanh cũng sắp tan làm rồi. Lâu rồi không gặp, không biết cô ấy có khỏe không. Anh Quân, anh đến đón Thanh hả? Vâng, cô là... Dạ, em là Huệ, làm cùng phòng với chị Thanh. Trước chị ấy hay đặt ảnh của anh chị lên trên bàn, nên em mới nhận ra anh đấy. Đây là sợi dây chuyền mà Khôi đã tặng cho Thanh mà. Huệ, em tan ca rồi hả? Để anh đưa em về nhé. Đây là anh Khôi, bạn trai của em. Còn đây là anh Quân, bạn trai của chị Thanh. Hai người làm quen với nhau đi ạ. Bạn trai ư? Cậu là Quân à? Thanh cứ kể về cậu với tôi mãi, giờ mới được gặp. Mà cũng nhờ Thanh làm bà Nguyệt thì tôi mới có bạn gái đấy. Mà hôm nay Thanh nói với tôi là gia đình cô ấy chuyển vào Nam sinh sống. Không biết có thật không? Cái gì cơ? Đúng đấy anh ạ. Chị ấy cũng xin nghỉ việc và bàn giao công việc rồi mà. Thanh, cô ấy... Thanh ơi, anh xin lỗi. Anh đã đến muộn rồi. Nhưng anh nhất định sẽ tìm em, sẽ sửa chữa lỗi lầm, sẽ tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu. Anh sẽ tìm em, Thanh à. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.